Tiếp tục qua việc anh chị ơi, một căn nhà 3 tấm đúc hẳn hoi cho anh chị mình luôn. Hiện tại bây giờ báo cáo anh chị mình nha, nếu anh chị mình vào việc một lô đất này và cất lên một căn nhà như thế này với cái mức mà em Hải sẽ bật mí ra là không làm được luôn quý chị ha. Anh chủ nhà này anh trải lòng là hiện tại bây giờ anh chấp nhận lỗ luôn quý chị ha. Cắt lỗ luôn quý chị ơi, sau rất là nhiều lần giảm rồi anh chị. Một căn nhà kiên cố đồ sộ như thế này quý chị, 3,2 tỷ. Anh chị nghe không nhầm đâu, 2 tầng lầu 1 tầng trệt, nhà xây mới, 3 cái sân. Và điều đặc biệt là anh chị biết không, căn này diện tích lên tới 107m2. Căn nhà nằm trên một cái cung đường thông, và đường này đường có tên đường Trần Văn Ơn quý chị nha. Xung quanh xí nghiệp quá trời luôn quý chị ha. Lượng công nhân viên ở đây rất đông đảo, và ở đây đô thị hóa hết rồi quý chị ơi. Đây là những cái thước phim, những cái hình ảnh hết sức thực tế. Một căn nhà thiết kế tân cổ điển và mới luôn quý chị nha. Nhà là nhà mới hẳn ha. Ngoài vấn đề ở ra, anh chị ơi kinh doanh giúp em, ở đây là phải thương mại nhá. Đấy, nhà mình sẽ có 3 cái sân cho anh chị mình. Trước tiên là một cái sân trước, được chưa ạ? Ở đây anh chị để ô tô 7 chỗ nha. Ngoài vấn đề để ô tô ra có thể kinh doanh quý chị ơi. Bước vào phòng khách luôn quý chị. Đẹp chưa ạ? Tân cổ điển chưa ạ? Đấy, ở phía ngoài mặt dựng là tân cổ điển, và ở phía trong nhà mình cũng thiết kế là tân cổ điển quý chị nhá. Đấy, dành cho anh chị nào đang mong muốn kiếm một căn nhà trong phân khúc 3,2 tỷ, đáp ứng cho anh chị mình diện tích lớn, nằm trên cung đường có tên và mặt tiền kinh doanh. Anh chị lưu ý giúp em là nhà mình là nằm trên trục đường Trần Văn Ơn nhá. Đấy, đường có tên, đường nhà nước, đường thông hai đầu, quá đẹp luôn quý chị ơi. Và ở đây là trung tâm của thành phố Tân Uyên, và đây là phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương quý chị ha. Chỗ này rất thuận tiện cho anh chị mình di chuyển ra chợ Tân Phước Khánh hoặc là trục đường DT747, rất thuận tiện luôn anh chị ha. Ngoài ra nhà của mình gần với thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, kế bên luôn, rất gần anh chị nha. Đó là vị trí ngã tư Mỹ Ông Cù, rất thuận tiện luôn quý chị ha. Bếp ăn nhà mình đây, được chưa? Ngoài vấn đề ở tầng trệt này sẽ có 2 cái sân, bao gồm một sân trước và một sân sau, thì chỗ đây là nhà ăn và có phòng ngủ dưới cho anh chị mình. Đây, công năng căn nhà này hết sức tuyệt vời luôn anh chị. Phòng ngủ dưới đây và ở phía cuối đây sẽ có sân sau giặt phơi đồ. Đây ạ, ra đây anh chị ơi. Căn nhà này nói về độ thông thoáng em nghĩ là rất tuyệt vời ha. 107m2 cho căn nhà này với một cái sân sau này để anh chị giặt phơi đồ thoải mái. Ở phía trên lầu cũng sẽ có một cái sân như thế này nữa. Giặt phơi đồ để ở đây hoặc để trên lầu đó là tùy anh chị ha. Đây, nhà vệ sinh ở tầng trệt mình đây nhá. Đấy, anh chị nào mà thấy phù hợp hãy bớt chút thời gian mình đi xem và nghiên cứu đi anh chị ha. Giống như em nói rồi, bây giờ anh chị vào việc một lô đất cùng diện tích trên cái cung đường này và cất lên một căn nhà như thế này, đúc 3 tấm kiên cố và xây mới như thế này, thì 3,2 tỷ là không làm được đâu ha. Lên lầu đi quý chị. Công năng ở tầng lầu sẽ có một cái khoảng trống ở khu vực cầu thang này, được chưa ạ? Có nhà vệ sinh khép kín ở phòng ngủ và có nhà vệ sinh ở phía ngoài để dùng chung luôn, được chưa? Lầu 1, 2 phòng ngủ. Phòng ngủ này sẽ có hẳn nhà vệ sinh bên trong anh chị nhá. Đấy, cửa sổ thông thoáng này. Đây, ống đồng có đi sẵn cho anh chị mình rồi, về lắp máy lạnh anh chị. Nhà vệ sinh mình đây, được chưa? Có bồn tắm nằm, có một cây sen thuyền, lavabo, gương soi đầy đủ anh chị nhá. Đó, cái nhà vệ sinh này là dùng cho cái khu vực phòng ngủ này, tuyệt vời chưa ạ? Đấy, rồi anh chị ơi, đây là cái nhà vệ sinh dùng chung cho cả cái tầng lầu 1 này ha. Đó, nhà vệ sinh dùng chung cho lầu 1 anh chị nhá. Rồi, qua khu vực này sẽ là phòng ngủ số 2 cho anh chị đây ạ. Đây, phòng ngủ này cũng hết sức là lớn quý chị nhá, hết sức là lớn luôn quý chị ơi. Còn lầu 2 em mời anh chị bớt chút thời gian xem luôn anh chị ơi. Một căn nhà mà lên tới 107m2 anh chị ơi, nó rộng lắm quý chị ạ, đi lại cũng thấy mệt nữa ha. 60m thổ cư, sổ hồng riêng và hỗ trợ ngân hàng anh chị nhá. Phòng ngủ tiếp theo này đó. Vậy là tổng kết sẽ có 4 cái phòng ngủ cho anh chị mình nhá, 4 cái phòng ngủ anh chị đó. Cái sân số 3 đây ạ, nhà mình có tới 3 cái sân đây. Sân này sân số 3 ở lầu 2. Hôm nay mình lên đây là nhà mình đúc 3 tấm quý chị, lên sân thượng đó quý chị ha. Nhà vệ sinh đây nhá, khu vực lầu 2 nhá. Phòng thờ rồi quý chị. Một căn nhà với công năng với 3 cái sân ha. Phòng thờ riêng đây và 4 cái phòng ngủ cho anh chị mình luôn. Nhà mình nằm trên mặt tiền đường Trần Văn Ơn quý chị ha. Và đây là phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khu vực này rất sầm uất luôn quý chị ơi. Lượng công nhân viên nhà máy ở đây rất đông đảo luôn ha. Ở thôi chưa đủ đâu, phải kinh doanh đâu quý chị ha. Hướng này mình lên đây là chợ Tân Phước Khánh quý chị à, rồi hướng ngược lại này. Hướng ngược lại này anh chị mình xuống đây là đường DT747, ngay đây luôn quý chị à. Rồi quý chị ha, 107m2. Nếu mà bây giờ ra vội 3,2 tỷ, đã hời rồi nhưng mà vẫn còn nói chuyện anh chị ơi. Nếu bây giờ anh chị vào việc một lô đất trên cung đường này và cất một căn nhà 3 tấm như thế này mà 3,2 tỷ là đúng là không làm được đâu anh chị ha. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc.